Thưa quý vị, sau một năm học tập rèn luyện, bước vào mùa hè, thiếu nhi Đà Nẵng không chỉ dành thời gian để vui chơi, nghỉ ngơi, mà còn cùng nhau lan tỏa những hành động đẹp, việc làm tốt thông qua phong trào tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Hưởng ứng chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước lên trường của Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng, nhiều học sinh trên địa bàn đã gom góp những phần quà mà các em nhận được sau một năm học tập nỗ lực, hay dành số tiền tiết kiệm của mình để mua các tặng phẩm như sách vở, truyện thiếu nhi, sách giáo khoa, dụng cụ học tập và cả những món quà tự làm, những bức thư, tấm thiệp tự tay viết để gửi tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Con cảm thấy vui và hạnh phúc khi được góp một ít của mình để tặng cho các bạn học sinh nghèo, để các bạn có thể được đi học và đến trường. Hôm nay con đến đây, liên đội con gửi tặng cho các bạn là những quyển vở, quyển sách và đồ dùng học tập. Con rất tự hào và hạnh phúc khi được đến tham gia chương trình này. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội đồng đội thành phố nhằm hưởng ứng các hành động vì trẻ em, thể hiện tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ của thiếu nhi địa phương trong hỗ trợ, chia sẻ với các bạn đồng trang lứa kém may mắn. Bước sang năm thứ ba tổ chức, chương trình ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi bởi ý nghĩa và năng lượng tích cực mà nó lan tỏa. Hàng năm thì cô phát động và các em đều hưởng ứng nhiệt tình. Cái hoạt động này là rất là có ý nghĩa, bổ ích cho đối với tất cả các em học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những món quà của thiếu nhi Đà Nẵng sẽ được thành đoàn Hội đồng đội thành phố tiếp nhận đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023 và tổ chức trao tặng cho thiếu nhi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như các bệnh nhi ung thư, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Mùa hè này, tổ chức đoàn đội tại địa phương cũng sẽ tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm sóc thiếu nhi và tổ chức nhiều sân chơi hè vui tươi, bổ ích.